Câu chuyện 12 tháng làm cái sung mini dáng thú rất là hố. Từ một cái sung nhặt ngoài đường, phần thân trên thẳng đơ, cao tầm 2m thì mình đã cắt sát gốc. Sau 4 tháng dâm ủ thì mình đã vào dây lần đầu cho em ý. 7 tháng em ấy phát triển khá là tốt. Vị trí vết cắt thì bắt đầu bo sẹo rồi. Mình nuôi khá là nhiều cành xung quanh cho cái thân nó u cục. Giờ sẽ lọc cành và uốn lại một chút. Và đây là em ý sau 10 tháng nuôi mấy cành thỏ ở trên nên cành chính rất là nhanh to. Cây rất là lùn luôn, lúc mới lấy thì nhìn nó non choẹt. Sau 1 năm thì nhìn nó hầm hố lên bao nhiêu. Nuôi nhiều cành thỏ, cắt giật nhiều lần thì nó sẽ được những vết sẹo và hầm hố lên rất nhiều. Nuôi thì chỉ có đất và nước thôi, thứ tốn kém nhất là thời gian. Hàng ngày thì mình chỉ có tưới nước thôi, 3-4 tháng thì mới cắt sửa, uốn nắn lại một tí. Cây này tầm 1 năm đến 5 rưỡi nữa là khá là đẹp rồi. Để chơi được cây thì cũng phải có dụng cụ nó ok một tí, chứ không có thì cũng rất là khó. Mình đang có combo 8 món này khá là đầy đủ. Giá chỉ 550.000 mà được miễn phí ship. Đầu tư một lần là có đồ chơi rồi. Dụng cụ toàn là đồ quay video cho bạn xem đó. Bấm ngay giỏ hàng để đặt hoặc inbox cho mình.